rất nhiều bạn thắc mắc nguyên nhân tăng cân đột ngột, bỗng dưng tăng cân. Tại sao ăn ít mà bụng vẫn to? Tại sao ăn ít vẫn không giảm cân? Có nhiều bạn khi vào một giai đoạn nào đó tự nhiên tăng cân vù vù mất kiểm soát, muốn giảm cân cũng không cách nào giảm được. Nguyên nhân tăng cân ngoài ăn nhiều còn có rất nhiều nguyên nhân khiến cơ thể tăng cân. Cơ thể lười tập thể dục khiến lượng chất béo tích tụ vào cơ thể ngày càng nhiều. Hoạt động thể chất không làm giảm cân nhưng sẽ giúp ổn định cân nặng nên việc lười tập thể dục khiến bạn dễ lâm vào tình trạng tăng cân. Yếu tố di truyền có vai trò nhất định với những người bị béo phì. Khi gia đình bạn ai cũng tròn béo mập thì cơ thể bạn dễ có nguy cơ bị béo phì khi liên quan đến chế độ ăn uống chung. Vấn đề do hormone sinh dục. Các bạn để ý những người phụ nữ sau khi lập gia đình. Ngay cả nam giới ngày xưa ốm nhom ốm nhách, lập gia đình xong là auto mập do các vấn đề rối loạn tâm sinh lý như stress, buồn chán, thay đổi hormone sinh dục nên cũng gây ra tình trạng tăng cân. Ngoài những vấn đề về sức khỏe, tình trạng thừa cân khiến chị em gặp phải khá nhiều rắc rối về tâm lý, sai quần áo thay đổi trong thời gian ngắn. Việc lựa chọn quần áo cũng trở nên khó khăn hơn. Nhiều cô nàng thừa cân không còn đủ tự tin diện những chiếc đầm body, váy trần vai. Mỡ thừa cũng khiến chị em mất đi sự hấp dẫn trong mắt của đối phương, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống lứa đôi. Vì thế, tình trạng thừa cân trở thành một nỗi ám ảnh với phái đẹp. Nhiều người tỏ ra sốt ruột, tìm kiếm và thử nghiệm nhiều phương pháp giảm cân. Và để giải quyết vấn đề này, nhiều người đã tìm cho mình những phương pháp bằng các loại sản phẩm giảm cân để cải thiện vóc dáng của mình. Nhưng để tìm được sản phẩm an toàn và hiệu quả không ảnh hưởng tới sức khỏe thì không phải là dễ dàng. Chính vì thấu hiểu điều này mà viên sủi giảm cân Detox Slim đã ra đời. Đây là một dòng sản phẩm được chế xuất dưới dạng viên sủi có tác dụng hỗ trợ quá trình giảm cân. Không chỉ giúp đẩy nhanh quá trình giảm cân mà sản phẩm còn đảm bảo sự ổn định của lượng đường huyết và hạn chế cảm giác thèm ăn ở người mập. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm viên sủi giảm cân Detox Slim. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như Detox Slim là gì, thành phần và công dụng là gì. Cách dùng Detox Slim. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Detox Slim là gì? Đây là một dòng sản phẩm được chế xuất dưới dạng viên sủi có tác dụng hỗ trợ quá trình giảm cân. Không chỉ giúp đẩy nhanh quá trình giảm cân mà sản phẩm còn đảm bảo sự ổn định của lượng đường huyết và hạn chế cảm giác thèm ăn dành cho những người đang muốn giảm cân. Detox Slim thành phần và công dụng. Công dụng chính của giảm cân Detox Slim bao gồm thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường khả năng đốt cháy mỡ thừa, giúp giảm cân hiệu quả và nhanh chóng, ngăn ngừa hấp thu protein và chất béo, ngăn chặn hấp thu tinh bột, ngăn ngừa mỡ tích tụ trong cơ thể, giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể, giúp các vòng của cơ thể trở lên săn chắc và quyến rũ, cải thiện hệ tuần hoàn, giúp tim khỏe mạnh, cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường nội tiết tố nữ, giúp giữ vóc dáng ba vòng, làm đẹp da, chống lão hóa da, giúp bạn cắt cơn thèm ăn hiệu quả và đây chính là nguyên nhân gây nên béo phì. Để tạo sự khác biệt với tất cả các sản phẩm giảm cân khác trên thị trường hiện nay thì Detox Slim phải được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối với sức khỏe người sử dụng. Vỏ bưởi giúp hạ cholesterol, thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng và tiêu mỡ cực kỳ hiệu quả. Lá sen thanh nhiệt giải độc, loại trừ các chất ứ, mỡ trong máu giúp hạ lipid máu, cholesterol trong máu, giúp giảm mỡ, giảm cân, làm săn chắc cơ thể. Rào cổ lam có tác dụng hoạt hóa enzyme AMPK, thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo và tăng chuyển hóa đường giúp giảm cân hiệu quả. Vỏ bưởi chứa EGCG đốt cháy mỡ thừa, chuyển hóa gluco, thanh lọc cơ thể. Sâm tố nữ có chứa dioxymyroestrol, miroestrogen, isomiroestrol có tác dụng tương tự nội tiết tố nữ estrogen, kích thích sự phát triển của tuyến ngực tự nhiên, giúp duy trì vóc dáng. CHITOSAN như một nam châm hút các axit béo tại ruột và loại trừ khỏi cơ thể. Viên sủi Detox Slim cách sử dụng. Đây là viên uống dạng sủi nên cách sử dụng vô cùng đơn giản cho bất kỳ ai. Bạn có thể bỏ túi sách mang đi bất cứ nơi nào. Bước 1. Lấy một viên sủi Detox Slim. Bước 2. Lấy một cốc nước khoảng 150-200ml. Bước 3. Đợi viên sủi tan hết thì bắt đầu sử dụng. Liều lượng sử dụng 2 viên ngày. Thời gian sử dụng, uống trước khi ăn 40 phút hoặc sau bữa ăn 1 tiếng. Trên bao bì sản phẩm đã có hướng dẫn rất chi tiết, mình sẽ không nói lại nữa. Bạn chỉ cần sử dụng như hướng dẫn là được. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng cần lưu ý những điều sau. Không cần ăn kiêng vẫn có thể giảm cân, nhưng bạn không được ăn uống thả ga, ăn uống tùy tiện, hạn chế nạp vào cơ thể quá nhiều tinh bột, thức ăn nhiều dầu mỡ, thức ăn chế biến sẵn, không uống nước ngọt và có ga, không cần tập luyện thể dục vẫn giảm cân được. Tuy nhiên nếu bạn kết hợp tập gym, tập thể dục 15-30 phút mỗi ngày sẽ có hiệu quả tốt hơn.
Mình khuyên bạn nên kết hợp tập thể dục nhẹ tại nhà, nên ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, hạn chế stress, căng thẳng đầu óc sẽ khiến giảm cân khó hơn, dễ tích mỡ hơn. Ăn nhiều rau hơn sẽ tốt cho bạn trong quá trình giảm cân. Uống nhiều nước, khoảng 3 đến 4 lít ngày. Trước khi ăn nên uống 2-3 ly. Đối tượng sử dụng, những người béo phì lâu năm đã điều trị và sử dụng rất nhiều loại thuốc nhưng không thể giảm cân. Phụ nữ sau khi mang thai bị mất cân bằng vóc dáng và muốn lấy lại thân hình thon gọn như trước. Sản phẩm sử dụng được cho cả nam và nữ. Chống chỉ định, không dùng sản phẩm cho những người bị quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Không dùng cho người dưới 16 tuổi. Phụ nữ mang thai và cho con bú, người có tiền sử tim mạch, huyết áp, người bị tiểu đường. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm Detox Slim chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của Detox Slim để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc. Không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hãy ủng hộ tác giả bằng cách like, share, comment và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất.